Kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Yên Sơn đổi mới và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Huyện Yên Sơn được đánh giá có tiến độ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh. Từ đầu năm đến nay, huyện đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp khơi thông nguồn vốn đi đôi bảo đảm chất lượng các công trình trên địa bàn. Năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công huyện Yên Sơn được giao là trên 218 tỷ đồng. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị phối hợp chặt chẽ nên đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Đến hết quý 3, huyện đã giải ngân 159 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch. Nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh đã đạt khối lượng thi công từ 70 đến 80%. Những tháng cuối năm, huyện tiếp tục tổ chức triển khai các công trình chất lượng, sáng tạo và linh hoạt và coi việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng các công trình. Đặc biệt làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Vừa qua, huyện đoàn, Viện Kiểm sát huyện, Trường Trung học Phổ thông Trung Sơn đã phối hợp tổ chức buổi ngoại khóa phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường. Tại phiên tòa giả định, cán bộ Viện Kiểm sát đã tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ và nâng cao nhận thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường, thông báo kịp thời về tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Yên Sơn, đặc biệt là các xã khu vực ATK, để cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm. Đây cũng là dịp giúp các em hiểu rõ hơn nguyên nhân, hậu quả, cách phát hiện và các kỹ năng, biện pháp phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường để có thể tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Thời gian qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được các cấp hội phụ nữ huyện Yên Sơn thực hiện linh hoạt, từ đó đã có nhiều chuyển biến hiệu quả, giúp hàng nghìn lượt hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Thời gian qua, xây dựng và nhân rộng các tổ nhóm có cùng sở thích được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tập hợp, thu hút hội viên trên địa bàn. Không chỉ nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa, việc thành lập các nhóm sở thích chăn nuôi, trồng trọt mở ra hướng phát triển kinh tế mang tính bền vững, phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương. Thành lập một cái nhóm sở thích trồng dưa, thứ nhất là để mở ra cái cho chị em mà có cái kinh nghiệm trồng dưa, và thứ hai nữa là để phát triển cho thị trường là cái dưa sạch. Thấy chị em là thu nhập là cái hiệu quả của dưa là rất là kinh tế cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã triển khai nhiều giải pháp tích cực giúp chị em phụ nữ vươn lên trong phát triển kinh tế. Các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ hỗ trợ phụ nữ với tổng dư nợ trên 250 tỷ đồng, giúp cho hơn 6.200 hội viên được tiếp cận vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, với các hình thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khác nhau như hỗ trợ con giống, mở lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật trồng dưa an toàn, xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, nhiều chị em phụ nữ đã có cơ hội, điều kiện tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các đảng ủy các xã, rồi chỉ đạo các cái hội phụ nữ ở cơ sở, rồi là xây dựng những cái cho chị em thành lập những các nhóm phụ nữ, trước mắt là cũng nhóm phụ nữ cùng sở thích. Qua đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại các trung tâm dịch vụ, rồi là trường nghề để mở các cái lớp tập huấn cho chị em tham gia được tập huấn để thay đổi về cái cơ cấu cây trồng vật nuôi. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững đã và đang tạo sức lan tỏa trong các cấp hội phụ nữ trong huyện. Những hoạt động cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn không chỉ giúp chị em thay đổi cách nghĩ cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Đa dạng sinh kế, giúp hộ nghèo tiếp cận hiệu quả hơn với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh là những giải pháp huyện Yên Sơn đã và đang thực hiện trong công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên. Gia đình chị Minh là một trong những hộ nghèo ở thôn Mỹ Hòa. 50 triệu đồng là số vốn mà gia đình chị được vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Có vốn, chị Minh đã cải tạo lại đất, mua giống và đầu tư phân bón chè. Đến nay diện tích chè cho thu hái chất lượng, giá trị sản phẩm đạt cao hơn trước. Gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ vay 50 triệu đồng hộ nghèo về mua cây chè non về trồng, với lại mua phân bón về bón chè để nâng cao thu nhập cho gia đình. Nhằm triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn, hàng năm huyện triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của bà con nhân dân.
cùng với đó chú trọng phát triển kinh tế hộ, khuyến khích nhân dân chủ động tham gia sản xuất, qua đó tạo nên sức mạnh, nội lực, phấn đấu thoát nghèo bền vững. Huyện đã triển khai hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng với dư nợ trên 1.800 tỷ đồng để người dân tiếp cận có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các địa phương đã phối hợp rà soát, thống kê số hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới, từ đó đề xuất các phương án hỗ trợ giảm nghèo phù hợp với hoàn cảnh thực tế và nhu cầu của người dân. Thông qua các cái công tác tuyên truyền và các cái nội dung của từ chi bộ cho đến là các cái tổ chức chính trị xã hội dưới thôn để vận động bà con nhân dân là thực hiện các cái mô hình theo cái kế hoạch như là chăn nuôi rồi là trồng cây ăn quả và các cái mô hình kinh doanh để đảm bảo làm sao là cho bà con là cái mức thu nhập bà con là phát triển. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 xuống còn trên 3% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025, huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua giảm nghèo, nâng cao trách nhiệm cán bộ đảng viên trong việc triển khai thực hiện tốt chương trình, dự án giảm nghèo và phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, để người dân có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn các xã thị trấn ở Yên Sơn đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức của người dân trong thực hiện các tiêu chí. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa đến từng thôn bản và được người dân chủ động, tích cực hưởng ứng tham gia. Năm 2022, mục tiêu của xã Triều Yên đề ra là bê tông hóa trên 7 km đường nội đồng, đường thôn và xây dựng 4 cầu trên đường giao thông nông thôn. Đến nay cơ bản đã hoàn thành. Có được kết quả này phải kể đến sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Đã có trên 200 hộ với gần 6.000 mét vuông đất được hiến để làm đường, làm cầu. Đảng ủy cũng như là ủy ban xã cũng đã tuyên truyền đến các thôn cũng như qua cái hội nghị tại xã cũng như hội nghị thôn để tuyên truyền cho bà con nhân dân cái đề án 5 năm này là đề án thực hiện chương trình nông thôn mới mà cũng như là đảm bảo được cái đường dân sinh, đường sản xuất cũng như là cái cầu nông thôn phục vụ chính đáp ứng được nhu cầu của bà con nhân dân, chứng minh được là cái việc này rất có lợi cho bà con nhân dân nên bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ và họ cũng đã xác định được đây là cái lợi ích của bà con nhân dân nên việc đóng góp là tự nguyện để giải phóng mặt bằng cũng như là đảm bảo được cái vật liệu để mà thi công đường cũng như là thi công cầu. Toàn huyện Yên Sơn hiện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các cấp các ngành đã triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới thông qua việc lồng ghép với các phong trào thi đua. Qua tuyên truyền, huyện Yên Sơn từ đầu năm đến nay, nhân dân trong huyện đã hiến trên 30.000 mét vuông đất, đóng góp trên 40.000 ngày công lao động và trên 30 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thành quả trong xây dựng nông thôn mới có được là nhờ sự góp sức không nhỏ của người dân. Về chương trình làm kế hoạch nông thôn mới thì thôn trước tiên là mời tất cả các hộ dân trên địa bàn về dự họp và bàn phương án là xây dựng nông thôn mới thì được sự ủng hộ của bà con là rất là nhiệt tình của Vũ. Cái thứ nhất là cái chương trình là xã hội hóa, thôn lên kế hoạch kể cả là mỗi khẩu phải đóng bao nhiêu tiền, nên là xóm cũng lên kế hoạch, lên phương án dự phòng và thông qua bà con thì bà con đều là nhất trí ủng hộ. Cấp ủy chính quyền của huyện luôn là phải quan tâm tạo điều kiện phân công các cái cơ quan đơn vị trong thực hiện các cái tiêu chí trên cơ sở đó thì phải có giao trách nhiệm cụ thể và có kiểm tra giám sát thường xuyên cái việc thực hiện các tiêu chí đó. Ngoài ra là chúng ta cũng phân công các mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của huyện, của xã cùng chung tay để nhận được sự đồng tình ủng hộ cũng như là của người dân, bởi vì là người dân là chủ thể cho nên là thì chúng ta mới hoàn thành được những con đường mới khang trang sạch đẹp, hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, cuộc sống nhân dân ngày càng thay đổi rõ nét. Điều đó khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của các tổ chức hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện, nhất là trong tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên cùng đồng lòng chung sức trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian qua, chính quyền các cấp huyện Yên Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo, tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
gia đình bà Đoàn Thị Khánh, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn được hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup. Cùng với sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm, chính quyền địa phương, ngôi nhà khang trang rộng hơn 50 m2 của bà đã được hoàn thành. Đây cũng là động lực để bà yên tâm vượt lên thoát nghèo. Được chính sách nhà nước, rồi Đảng, Chính phủ, rồi nhân dân, các cơ quan đoàn thể giúp đỡ, tôi cảm thấy là quá hạnh phúc, thì rất là biết ơn. Thời gian qua, huyện đã tập trung lồng ghép các chương trình và đặc biệt phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cùng vào cuộc để vận động, kêu gọi các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, quỹ vì người nghèo. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xóa gần 291 nhà tạm rột nát, trong đó hỗ trợ sửa chữa là 25 triệu đồng trên nhà, làm mới 50 triệu đồng trên nhà. Hiện các địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân tu sửa, làm mới nhà ở, đáp ứng tiêu chí về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Ở các địa phương, tổ chức hội, nhiều cách làm hay, sáng tạo trong huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân sửa chữa, làm mới nhà. Đối với xã thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ để phối hợp giúp đỡ hỗ trợ các nhà làm nhà hộ nghèo. Cũng được sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thì đối với xã chúng tôi thì cũng phối hợp để giúp đỡ cho các hộ nghèo hoàn thiện các hồ sơ cũng như là hỗ trợ một phần kinh phí để giúp cho các hộ nghèo làm được nhà, xóa nhà tạm rột nát và cũng phấn đấu từ đó để vươn lên phát triển kinh tế. Từ sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự nỗ lực vượt khó của các hộ dân và sự chung tay góp sức của cộng đồng dân cư, hàng trăm ngôi nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn huyện Yên Sơn đã được xóa. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Yên Sơn tiếp tục rà soát, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả đề án xóa nhà ở tạm rột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025, huyện xóa 662 nhà ở tạm rột nát. Toàn huyện Yên Sơn hiện có 120 di tích lịch sử, trong đó có 21 di tích cấp quốc gia, 57 di tích cấp tỉnh. Nhiều khu di tích lịch sử nổi bật, các lễ hội truyền thống cùng với nhiều thắng cảnh đẹp. Khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện đã phát triển đa dạng các loại hình du lịch, trong đó tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm tại một số địa phương có tiềm năng. Thời gian này, đây là địa điểm dịch vụ du lịch được nhiều du khách biết đến và trải nghiệm khi đến với Yên Sơn. Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm tại các địa phương. Điều này đang cho thấy hướng đi đúng của huyện trong phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù trong thời gian tới, từ đó tạo ra những tour du lịch hấp dẫn, dịch vụ tối ưu, điểm đến mới lạ cho du khách. Được đi trên cái mảng ở trên hồ sinh thái là nó cảm giác nó cứ lâng lâng mà chị em nó vui, mong muốn rằng là cái dịch vụ này nên phát triển nhiều hơn nữa để cho chị em đến đây có những cái cơ hội được trải nghiệm. Trên cơ sở tiềm năng của từng địa phương, huyện xây dựng các sản phẩm du lịch thế mạnh mang nét đặc trưng, hướng tới khai thác tour tuyến du lịch, tăng cường quảng bá giới thiệu, xây dựng hình ảnh du lịch Yên Sơn an toàn, thân thiện, hấp dẫn và hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Phát huy nội lực trong dân, định hướng cho nhân dân thực hiện phát triển du lịch cộng đồng và giữ gìn phát huy những giá trị truyền thống của các dân tộc. Du lịch Yên Sơn đã và đang được nhiều du khách biết đến và trải nghiệm. Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến du lịch đạt trên 220.000, doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng. Việc xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch sẽ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, đáp ứng nhu cầu của du khách. Trong thời gian tới thì huyện Yên Sơn sẽ tiếp tục phát triển những cái loại hình du lịch truyền thống như du lịch cạnh lịch sử, văn hóa, du lịch tâm linh. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ tập trung phát triển các cái loại hình du lịch mới như du lịch sinh thái trải nghiệm và du lịch mạo hiểm. Khi làm du lịch thì huyện, nhà nước sẽ là chỉ hỗ trợ một phần nhưng cái chính là phải phát huy được cái nội lực của nhân dân. Nhân dân phải phát huy được tối đa nội lực. Để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, huyện tiếp tục có nhiều giải pháp thực hiện tốt các cơ chế chính sách có tính đặc thù nhằm tạo sức đột phá cho phát triển du lịch địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Yên Sơn đổi mới và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.